kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thời tiết dành cho du lịch trước tiên sẽ là những nhận định về tình hình thời tiết trên cả nước Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại. Thưa quý vị và các bạn, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các thành phố lớn, trong đó Đà Nẵng được coi là một trong các điểm đến thú vị của du khách trong thời gian này. Xin được giới thiệu về chuỗi chương trình Opera tại khu nghỉ mát Furama Đà Nẵng. Khởi đầu bằng những bài hát thánh ca trong đêm lễ Thắp sáng cây thông Noel ngày 7 tháng 12 vừa qua, với sự góp mặt của gần 400 du khách và khách mời Đà Nẵng. Đến ngày 24 và 31 tháng 12 sắp tới, khu nghỉ mát Furama Đà Nẵng sẽ tiếp tục giới thiệu đến du khách chương trình Opera chào đón Giáng sinh và và năm mới. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí đón chào Noel và năm mới đã tràn ngập khắp phố phường với khung cảnh đèn hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, thành phố mang tên Bắc cũng đang chuẩn bị tổ chức hàng loạt chương trình lễ hội văn hóa lớn, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân địa phương và khách du lịch những ấn tượng khó quên. Tuy nhiên có một lưu ý với quý vị và các bạn về tình hình thời tiết, đó là vào đúng dịp Noel này, toàn bộ các tỉnh thành nước ta đều bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh có cường độ mạnh. <laughs> để có những chuyến du lịch thú vị mời quý vị và các bạn theo dõi tình hình thời tiết cụ thể các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo dự báo tiếp sau đây Ngày mai do chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mới nên tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ trời rét. Tại Điện Biên nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 độ và cao nhất là 23 độ, độ ẩm khoảng 75%. Sapa nhiệt độ về đêm ở mức 6 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 14 độ, độ ẩm là 70%. Còn tại Tam Đảo thì nhiệt độ duy trì ở mức 12 cho đến 15 độ, độ ẩm khoảng 100%. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trời chuyển rét, vùng núi rét đậm rét hại. Hà Giang nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 cho đến 17 độ, độ ẩm khoảng 80%. Hạ Long nhiệt độ trong ngày từ 15 cho đến 19 độ, độ ẩm 90%. Hải Phòng nhiệt độ dao động ở mức 14 đến 19 độ, độ ẩm là 90%. Chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh có cường độ mạnh nên tại Sầm Sơn có mưa và rét, nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ và cao nhất là 23 độ, độ ẩm khoảng 90%. Phong Nha, Kẻ Bàng có mưa và rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 19 đến 24 độ, độ ẩm là 85%. Huế sẽ có mưa và rét, nhiệt độ trong ngày là từ 20 cho đến 27 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà được dự báo mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Đà Nẵng biên độ nhiệt ngày đêm là từ 23 cho đến 28 độ, độ ẩm khoảng 75%, Hội An nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ, cao nhất 28 độ, độ ẩm là 80%, Bà Nà nhiệt độ ban đêm ở mức 15 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 21 độ, độ ẩm là 85%. Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu thời tiết thuận lợi cho du lịch. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Tại Nha Trang mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất 28 độ, độ ẩm khoảng 80%. Mũi Né không mưa, nhiệt độ trong ngày là từ 23 cho đến 31 độ, độ ẩm 70%. Vũng Tàu cũng không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Pleiku không mưa trời lạnh về đêm, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 28 độ, độ ẩm khoảng 60%. Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 19 đến 29 độ, độ ẩm là 60%. Đà Lạt cũng không mưa trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức 13 cho đến 22 độ và độ ẩm là 70%. Thưa quý vị, thời tiết chuyển xấu tại Nam Bộ khi nơi đây được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất ở mức 24 độ và cao nhất là 34 độ, độ ẩm khoảng 50%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giao động từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm 60%. U Minh nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25 đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền du lịch hoạt động tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau. Tại đây sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 27 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 75%. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là 26 độ và cao nhất là 32 độ, độ ẩm khoảng 70%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.